thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay. Tri thức là hành trang quý giá trên bước đường trưởng thành của mỗi con người. Trên con đường ấy luôn có sự đồng hành, dạy bảo và yêu thương của các thầy cô giáo, những người đã mở cánh cửa tri thức từ những nét chữ đầu tiên, những bài học đầu tiên. Tới chân trời rộng mơ. Sự hy sinh thầm lặng đầy tâm huyết của những người thầy, người cô là bệ phóng để biết bao thế hệ học trò vươn lên làm chủ tri thức và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Bài học đầu tiên, cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai, xây đất nước đẹp giàu. 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được tri ân tới các thầy giáo, cô giáo, những người đã dành cả cuộc đời mình tận tụy, bền bỉ, chèo lái con thuyền, chở đầy khát vọng, vươn tới tương lai. Trong mình tình yêu quê hương thiết tha, mùa đông bên đem lòng nhiệt tình, mùa xuân mới cho người nụ cười, trang sách hồng đẹp như ấm hoa, hát lên cùng những người đưa đò, luôn yêu đời lòng quên đi bao đắng đo, cùng nâng bước cho người vào đời, nguyện dâng hết cho người ra người bao thế hệ ngày mai. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo thưởng thức ca khúc bài học đầu tiên, nhạc và lời Thanh Thảo do các em học sinh trong đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe.
Tiếp theo chương trình là ca khúc Hành Khúc Ngày Và Đêm do anh rể Trần Thích và cô giáo Hồng Luyến thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xanh tươi có những loài hoa thơm
văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và gặp mặt giao lưu các thế hệ nhà giáo xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, các thế hệ nhà giáo của trường tiểu học Ngô Đồng thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ thầy cô giáo, đã bao đời nay nhân dân ta luôn có truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, người thầy luôn được toàn xã hội tôn vinh. Chúng ta thật vinh dự và tự hào khi được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng dành tặng một câu nói vô cùng ý nghĩa: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Hòa chung với khí thế tưng bừng phấn khởi của ngành giáo dục cả nước, kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Giao Thủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy, hôm nay trường tiểu học Ngô Đồng tổ chức gặp mặt các gia đình nhà giáo. Về dự với buổi gặp mặt thân mật hôm nay, xin trân trọng giới thiệu về phía địa phương, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Thoa, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Giao Thủy. Xin trân trọng giới thiệu ông Doãn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Giao Thủy. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Giao Thủy. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía khách mời, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Đồng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu gia đình cô Phan Thị Thoa, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu gia đình cô Phan Thị Ý, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu gia đình cô Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu ông Doãn Quang Hậu, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Navico. Xin trân trọng giới thiệu ông Doãn Văn Đức, giám đốc công ty tư vấn và thiết kế Thảo Nguyên. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía phụ huynh nhà trường, xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Quang Huy, hội trưởng phụ huynh học sinh nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Ngọc Thi, hội phó hội phụ huynh nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Thị Bắc, hội phó hội phụ huynh nhà trường. Về dự buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu 17 bác đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp về dự và chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón 33 phu quân yêu quý của trường tiểu học thị trấn Ngô Đồng. Xin mời các phu quân đứng lên ra mắt. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Nhấn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Hằng, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Nguyễn Thu Giang, chủ tịch công đoàn nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu 38 đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời cô Lê Thị Nhật, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, rất vinh dự cho nhà trường hôm nay được đón các đồng chí là lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường, các bậc phụ huynh, các anh rể, và đặc biệt là kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo là rất vinh dự cho nhà trường hôm nay được đón gia đình cô giáo Phan Thị Mùi, cô giáo Trần Thị Trúc, nguyên giáo viên nhà trường. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng ạ. Kính thưa ông Phạm Văn Thoa, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Giao Thủy. Kính thưa ông Doãn Văn Cường, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Giao Thủy. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể đại gia đình các nhà giáo. Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường,
Tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo về dự buổi giao lưu gặp mặt ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi giao lưu gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo kính mến, sau 2 năm chờ đợi, giấc mơ về một ngôi nhà mới đã trở thành hiện thực. Một ngôi trường khang trang, quy mô và vô cùng ấm áp. Đây là niềm vui, là nguồn động viên to lớn của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các con học sinh. Và ngày hôm nay, các thầy cô giáo, các cô bác nhân viên nhà trường lại được đón tình cảm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Giao Thủy, của gia đình các thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, nguyên là giáo viên nhà trường, ban giám đốc của công ty xây dựng Vinaco, công ty tư vấn thiết kế Thảo Nguyên. Trân trọng hơn nữa, chúng tôi được đón nhận sự quan tâm sâu sắc của các bậc phụ huynh, và có lẽ niềm vui được nhân lên gấp bội bởi trong ngày hôm nay chúng tôi được đón tất cả các anh rể yêu quý của nhà trường. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các anh rể yêu quý và toàn thể hội đồng sư phạm nhà mình. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy, các cô, trong nhiều năm học qua, tập thể sư phạm trường tiểu học Ngô Đồng luôn đoàn kết gắn bó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Các thầy cô giáo luôn được các bậc phụ huynh tin tưởng, các con học sinh yêu quý và kính trọng. Là một người chịu trách nhiệm quản lý chung, tôi cũng luôn tự hào về các thầy cô giáo, các cô bác nhân viên của nhà trường, hãnh diện về các anh rể trường tiểu học Ngô Đồng. Và chúng tôi luôn trân trọng tình cảm, sự đồng hành, chia sẻ của các bậc phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các công ty, doanh nghiệp, và đặc biệt sự tư vấn hỗ trợ của các thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường. Năm học 2024-2025, trong niềm vui hân hoan được về ngôi nhà mới, với sự quan tâm của quý vị đại biểu, quý phụ huynh, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường sẽ phấn đấu hết mình vì phong trào giáo dục, tất cả vì các con học sinh thân yêu, vì sự quan tâm tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo địa phương, của các bậc phụ huynh, và đặc biệt là sự thấu hiểu, đồng hành của các anh rể yêu quý. Nhân ngày 20 tháng 11 hôm nay, cái ngày mà chúng tôi cảm thấy là vô cùng là ấm áp, không biết nói gì hơn, thay mặt các thầy cô giáo, các cô bác nhân viên trong nhà trường, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các anh rể yêu quý. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trong ngày 20 tháng 11 này. Và chúc các anh rể mãi trẻ khỏe, phong độ. Chúng tôi luôn mong các anh chân cứng đá mềm, mỗi bước các anh đi luôn nhẹ gánh thuận chiều. Và các cô giáo tiểu học Ngô Đồng của chúng tôi luôn tự hào về các anh và yêu thương các anh bằng cả tấm lòng mình. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Thoa, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Giao Thủy lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, hôm nay tôi và các vị đại biểu rất là vui mừng, phấn khởi về dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong một cái không khí rất là trang trọng, đầm ấm, thắm đượm tình đồng chí, đồng nghiệp và gia đình của trường tiểu học Ngô Đồng. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị đại biểu, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính thưa
các đồng chí thì qua theo dõi thì trường tiểu học thị trấn Ngô Đồng trong những năm qua ấy, thì luôn luôn gặt hái được nhiều cái thành tích trên tất cả các mặt. Đặc biệt trong năm học 2024-2025 và nhân cái dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam thì trong cái niềm vui hân hoan đó, như đồng chí hiệu trưởng ấy nói là niềm vui nhân đôi, nhưng tôi nghĩ đây chúng ta có nhiều cái niềm vui được nhân lên gấp bội khi bên cạnh cái thành tích thì nhà trường năm nay được về cái ngôi nhà mới với cái sự quan tâm của huyện, của địa phương đấy. Với cái ngôi trường 3 tầng này rất là khang trang và nhiều cái hạng mục thì phải nói là ở cái top đầu của tỉnh chứ không phải là của huyện. Để báo cáo các vị đại biểu cũng là mừng và phấn khởi cho. Tôi nghĩ rằng với những cái thành tích này nó là kết quả trước tiên là sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý của nhà trường, cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường. Bên cạnh đó có sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh của nhà trường. Thì báo cáo các đồng chí, các vị đại biểu thì nhân cái dịp mà gặp mặt hôm nay trong cái không khí rất là đầm ấm ấy, thắm đượm cái tình yêu thương ấy, thì hôm nay thì nó không phải là một cái lễ cái kỷ niệm, thì tôi với cái góc độ là lãnh đạo địa phương ấy, thì cũng xin được đề nghị nhà trường, các thầy cô giáo tiếp tục phát huy cái thành tích, cái truyền thống của nhà trường để mà làm sao đó giữ vững được thành tích và giữ vững được cái top đầu của huyện và thậm chí là chúng ta vươn lên top đầu trong ngành của tỉnh Nam Định. Cũng rất mong các thầy cô giáo tiếp tục là một cái tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất mong muốn nhà trường, cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục và giữ được cái đoàn kết. Và cũng tại hội nghị hôm nay ấy, có rất đông đảo các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp cũng như là các đồng chí là hội phụ huynh của nhà trường ấy, thì mong muốn rằng là các bác sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhà trường để làm sao đó thì nhà trường ấy tiếp tục có được cái cơ ngơi nó hoàn thiện hơn, nó đầy đủ hơn. Bên cạnh cái sự là quan tâm đầu tư của nhà nước thì cái công tác xã hội hóa để mà hoàn thiện các cái trang thiết bị ở bên trong là hết sức cần thiết. Và đặc biệt ấy, trong buổi gặp mặt hôm nay ấy, thì có các đồng chí là phu quân, phu nhân của các đồng chí là cán bộ giáo viên của nhà trường, một cái lực lượng hậu phương rất quan trọng, ủng hộ về mặt tinh thần, chia sẻ về nhiều mặt để các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường yên tâm phấn đấu góp phần vào cái thành tích chung của nhà trường. Một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc các thầy giáo, cô giáo, nhân viên của nhà trường luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc trường tiểu học Ngô Đồng luôn luôn giữ vững được cái thành tích và ở cái top đầu trong ngành giáo dục của tỉnh Nam Định. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh có hoa và quà chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Thoa, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Giao Thủy lên sân khấu tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Quang Huy, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh,
Ông Doãn Quang Hậu, Giám đốc Công ty Xây dựng Navico. Ông Doãn Văn Đức, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên lên sân khấu tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, xin trân trọng kính mời anh Phan Văn Kiểm, đại diện các khu quân của nhà trường lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Thưa các thầy cô giáo, nhân dịp 20 tháng 11, các bậc phụ huynh trường tiểu học Ngô Đồng cũng có những bó hoa tươi thắm tri ân các thầy cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, các thầy cô là cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Sau đây xin kính mời bác Nguyễn Quang Huy, bác Phạm Ngọc Thi, bác Phạm Thị Bắc, đại diện cho ban thường trực cha mẹ học sinh nhà trường lên tặng hoa các thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn các bậc phụ huynh và xin chúc mừng các thầy cô. Tiếp theo đây, xin mời cô Phan Thị Mùi, cô Trần Thị Trúc cùng các cô giáo khối 1, 2 lên sân khấu nhận hoa chúc mừng của các bậc phụ huynh. Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh khối 1, 2 lên sân khấu chúc mừng các thầy cô. Sau đây, xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo khối 3, 4, 5 lên sân khấu nhận hoa chúc mừng của các bậc phụ huynh. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh khối 3, 4, 5 lên sân khấu tặng hoa các thầy cô giáo. Và sau đây xin mời các thầy cô giáo viên chuyên, các cô bác nhân viên nhà trường lên nhận hoa chúc mừng của các bậc phụ huynh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh. Và để lưu lại những kỷ niệm của ngày 20 tháng 11, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo nhà trường ạ. Xin trân trọng kính mời. Những người đưa đò mang trong mình tình yêu quê hương thiết tha, mùa đông bên đem lòng nhiệt tình, mùa xuân mới cho người nụ cười, trang sách hồng đẹp như gấm hoa, hát lên cùng những người đưa đò luôn yêu đời lòng quên đi bao đắn đo, cùng nâng bước cho người bao đời, nguyện dâng hết cho người dạng ơi. Oh, hey, hey.